Xin chào các bạn, lại là Neo Minh Đan đây. Mở đầu video với một màu đen huyền bí mà nàng sẽ bật mí với các bạn hôm nay, hướng dẫn vẽ mẫu nail da rắn bằng sơn gel loang cực kỳ đơn giản luôn nha. Đầu tiên, sơn nền móng màu đen, phủ lên một lớp top gel loang. Bước này bạn đừng vội cho hơi đèn. Dùng sơn gel trắng và cọ vẽ gel bạn thường dùng, dít sơn tròn ở phần đầu cọ, canh bố cục ngay giữa móng, lần lượt để sơn lên móng và kéo nhẹ về bên phải để nét được dài hơn. Hai bên viền móng lên ít sơn lại, lần lượt vẽ nét tròn xen kẽ. Sau khi đã hoàn thành sẽ cho móng hơ khô. Ngón tiếp theo sơn nửa nền móng màu đen và vẽ nét tròn tương tự nét đầu tiên. Dùng tóp treo lì sơn hết tất cả các móng và cho đi hơ khô một lần nữa. Để tạo điểm nhấn, bạn dùng cọ nét gel metal viền xung quanh ngón vẽ thứ hai để móng được nổi bật hơn. Và cuối cùng, Minh Đan cũng đã hoàn thành mẫu vẽ gel da rắn rồi nè. Mẫu nail cực kỳ dễ làm và ứng dụng. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công mẫu vẽ da rắn này và có thật nhiều ý tưởng sáng tạo khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Minh Đan nhé.